Nếu khi muốn nói thì nói lời có lợi ích cho mọi người mà còn phải chú ý không thất thời. Một người tu học Phật đạo phải ưa thích ở một mình chuyên tâm suy ngẫm các pháp, tâm niệm không ô nhiễm, tu phạm hạnh thanh tịnh. Bồ Tát phát nguyện này là hy vọng chúng sinh luôn tu Bồ Đề giác đạo sớm thành chánh giác. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh thành dụng phước thanh tịnh nhất của thế gian, có thể nhiếp thọ chúng sinh khác đến đây gieo trồng ruộng phước, khiến cho tất cả chúng sinh tu phước báo thành tựu nghiệp lành. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh thành vực sâu trí huệ, có thể rửa sạch hết đủ thứ ngu si và đen tối của chúng sinh, từ trong vực sâu trí huệ đắc được vô lượng vô số căn lành phước báo. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh thường tu hành hạnh mức vô ngại, đầy đủ đạo quả thanh tịnh của Ngài, thành dụng phước tốt thanh tịnh bậc nhất của thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi pháp không tranh, thấu rõ tất cả các pháp đều không chỗ làm, không tánh làm tánh. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được gần gũi ruộng phước tối thượng, tu thành đầy đủ vô lượng phước đức. Nguyện cho tất cả chúng sinh hiện được vô lượng thần thông tự tại, dùng ruộng phước thanh tịnh nhiếp lấy các hàm thức. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ ruộng phước công đức vô tận, hay ban cho chúng sinh 10 lực quả thừa bậc nhất của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm ruộng phước chứng được quả chân thật, thành nhất thiết chí phước tụ vô tận. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh trụ ở trong pháp, chẳng tùy tiện tranh luận thị phi với người, mình bày các pháp chẳng có tự thể thì chẳng có ai làm, cũng chẳng có kẻ thọ, là dùng vô tánh làm tánh. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn đều có cơ hội gần gũi ruộng phước tối thượng, tức là được gần gũi chư Phật, luôn nghe chánh pháp, tu hành viên mãn đầy đủ thành tựu vô lượng phước đức trí huệ. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh hiện hiện được vô lượng thần thông, mà còn có diệu dụng nhậm vận tự tại, dùng địa vị ruộng phước tăng thành tịnh, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều an trụ ở trong pháp an vui. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ công đức ruộng phước chẳng cùng tận, có thể ban cho 10 thứ lực của Phật, khiến cho chúng sinh đều đạt được quả thừa bậc nhất thành Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh sớm được thành tựu đạo nghiệp, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa, chứng được niết bàn chân thật Phật quả, thành tựu nhất thiết trí huệ, phước đức vô tận đều cùng tụ tập. Nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp diệt tội, đều có thể thọ trì Phật pháp cầu nghĩa chưa từng nghe. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường xuyên nghe lãnh thọ tất cả Phật pháp, nghe đều ngộ hiểu chẳng có luống qua. Nguyện cho tất cả chúng sinh nghe được Phật pháp thông đạt rốt ráo, như chỗ nghe được tùy thuận dễ nói. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi giáo pháp của Như Lai tin hiểu tu hành, xả đè tất cả 96 thứ ngoại đạo tà kiến. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thấy thánh hiền tăng trưởng tất cả căn lành tối thắng. Nguyện cho tất cả chúng sinh tầm thường tin yêu bậc trí hạnh, đồng ở chung cùng hoan hỷ với các bậc thánh triết. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được pháp môn tiêu diệt tội nghiệp. Gì là tội pháp? Tức là tư tưởng tham sân si hình thành tội nghiệp biểu hiện hành vi. Nếu muốn tiêu diệt những tội nghiệp đó thì chỉ có một pháp môn, đó là siêng tu giới định huệ. Bồ Tát phát nguyện hy vọng chúng sinh thường được gần gũi Tam Bảo, tức là thương xót chúng sinh trầm luân trong biển tội nghiệp sinh tử, đời đời kiếp kiếp lên rồi xuống, vĩnh viễn chẳng có khi nào được giải thoát. Còn nếu được gần gũi Tam Bảo, luôn nghe chánh pháp đối với Phật pháp chưa từng nghe qua, nghĩa lý mỗi câu đều minh bạch biết rõ, thọ trì sinh tu ba học vô lậu, thì tất cả tội nghiệp đều sẽ diệt trừ, sẽ đắc được pháp diệt tội. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn nghe pháp của chư Phật nói, nghe rồi minh bạch đạo lý của Phật nói, giác ngộ hôm nay đúng mà hôm qua sai, lãnh thọ được mà còn đắc được thân tâm thọ dụng. Cho nên Bồ Tát nói với chúng ta phải siêng nghe Phật pháp, phải có cơ hội nghe pháp, đừng để luống qua, vì nghe pháp thì có trăm ngàn vạn ức lợi ích. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh hiểu triệt để nghĩa lý Phật pháp, vận dụng tự như thông đạt vô ngại. Nếu chỗ nghe được Phật pháp tùy thuận nhân duyên giảng giải cho bạn bè quyến thuộc khác nghe, thì nhất định giảng được nghĩa lý rõ ràng, khiến cho người nghe hoan hỷ tin thọ.
lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở trước Phật được thọ sự giáo hóa, thì sẽ sinh niềm tin thâm sâu. Do tin mà hiểu, do hiểu mà thiết thực tu hành, thì sẽ xa lìa nghị luận của ngoại đạo, chẳng bị nghị luận của ngoại đạo mê hoặc. Tại Ấn Độ vào thời Đức Phật có 96 tướng ngoại đạo, vốn là 6 thử